Chào các bạn trở lại. Hướng tốt và tuổi làm nhà 2024 Giáp Thìn ra sao? Mời các bạn cùng tham khảo. Năm 2024, hướng tốt là hướng Tây Nam và hướng Đông. Người có từ trường tốt là người tin sâu nhân quả, làm lành tránh dữ. Hướng kém và hướng Thái Tuế, hạn chế động thổ 2024 là hướng Đông Nam và hướng Tây. Người có vận khí kém là người luôn thấy lỗi của người, không thấy lỗi của mình. Tuổi hợp trong năm Giáp Thìn là tuổi Thân, Tý, Thìn hoặc là Dần, Mão. Tuổi Phạm Thái Tuế, Trực và Xung ta có tuổi Thìn và Tuất. Hại phá hình ta có Mão, Sửu, Thìn. Có được hướng nhà tốt, có được tuổi hợp trong năm, quả là phước duyên để tiến hành việc làm nhà. Nếu không được hướng tốt, không được cả tuổi hợp, tức vận khí chưa thông, muốn làm nhà cần xem thêm vài điều kiện. Điều kiện lớn nhất là trong 5 năm qua, tâm tánh của bạn có thiện lương, có đoạn ác tu thiện. Hướng nhà tốt hoặc không phạm hướng kém là điều kiện an ổn đầu tiên. Nếu tuổi kỵ có thể mượn tuổi, nhưng cần hiểu thông về ý nghĩa mượn tuổi như thế nào, vì sao phải mượn tuổi làm nhà. Tiếp theo, cần xét thêm về pháp lý, và quan trọng không kém là sự đồng thuận của những người trong nhà. Nếu làm nhà mà người trong nhà không đồng thuận, cần xem lại nguyên nhân vì sao. Ngay trong chữ ấy đã có chữ nhân, tức phải có nhân mới có quả. Vạn vật trên thế gian này đều từ nhân thành quả. Yếu tố hướng nhà, yếu tố hợp tuổi, yếu tố pháp lý, yếu tố người nhà là 4 yếu tố chính cần xem xét. Những yếu tố phụ khác cũng nên lưu tâm. Sự thân thiện của hàng xóm, vật giá nhân công thời tiết, thời điểm ta làm nhà. Cuối cùng, chọn ngày lành và cúng kiến động thổ. Nói về hàng xóm, nếu mở lời trước với họ, biếu ít trái cây cho họ, mong họ thông cảm trong thời gian làm nhà, vì khi động thổ ảnh hưởng đến toàn khu vực xung quanh, bụi bặm, côn trùng rất khó chịu. Dù hàng xóm dễ chịu hay khó chịu, bản thân ta nếu chân thành đều có thể hóa giải. Hàng xóm khó chịu thì ta chịu khó. Hiểu và dụng được chân lý này, trong gia đình và hàng xóm cuộc sống tự khắc nhẹ nhàng. Phàm việc gì nhẹ do ta đặt nó nhẹ, phàm cái gì nhẹ thì bay lên, nặng thì chìm xuống. Cúng kiến động thổ hay nhập trạch là các đề mục quan trọng với phần âm và cả những sinh linh tại khuôn viên đất này. Bạn xây nhà, bạn xin chính quyền là phần dương, khai báo với thổ thần thổ địa là phần âm. Tuy nhiên, trước 3 đến 7 ngày động thổ nên cúng ít trái cây, khai báo với thổ thần thổ địa những vị khuất mặt khuất mài và những sinh linh nơi này. Xin họ dời đi vài hôm sau động thổ, vì khi động thổ sẽ vô tình giết hại bao sinh linh dưới mảnh đất, có thể vô tình gây oán. Oán nên giải, không nên kết. Tóm lại, các bạn mong muốn làm nhà trong năm 2024 nên lưu ý các đề mục sau. Hướng của nhà, tuổi nam hoặc nữ gia chủ, mượn tuổi thì lưu ý gì, giấy tờ pháp lý, người nhà có đồng thuận hay không, cúng kiến động thổ ra sao, và mở lời với hàng xóm. Việc chọn ngày lành và xem phong thủy, Khải Toàn gợi ý hai cách sau. 1. Nếu tin vào bản thân, không cần chỉnh thể phong thủy, không cần chỉnh chi tiết, có thể chỉ cần chọn ngày lành là động thổ. Khi chọn ngày, các bạn nhờ người có chuyên môn, nhờ chọn ngày lành động thổ hay nhập trạch, nên đặt niềm tin vào người ấy. Mỗi người mỗi chuyên môn, mỗi phương pháp mỗi cách dùng. Đừng vì nghe người khác nói ra nói vào mà không giữ lập trường. 2. Nếu muốn xem phong thủy toàn bộ ngôi nhà, từ bếp, phòng ngủ, tài vị, kết sắt, và có duyên tìm được thầy phong thủy tin tưởng. Tuy nhiên, những phương pháp vị thầy khuyến nghị không nên tổn hại đến người khác, không nên làm phiền đến hàng xóm. Vị thầy lý giải hợp tình những thắc mắc của bạn, đó là người thầy đáng mến. Việc chọn ngày lành là khởi đầu mới thuận lợi. Việc sắp xếp phong thủy giúp cân bằng môi trường từ trường cho gia đạo an ổn.
thêm cơ hội về công danh. Hai việc này không quyết định tất cả, vì phước duyên thời vận mỗi người không như nhau. Trong năm Giáp Thìn 2024, theo cửu cung phi tinh, hướng Đông và hướng Tây Nam là hai hướng tốt, có sao Cửu Tử và Nhất Bạch, hai sao tốt bay vào hai hướng này. Và trong năm 2024, hai hướng có sao kém là hướng Tây có Ngũ Hoàng và hướng Đông Nam có Nhị Hắc. Hướng Đông Nam còn phạm cả Thái Tuế. Hướng tốt hay hướng kém của năm được truyền theo dân gian và tính theo sự dịch chuyển của cửu tinh. Nếu rơi vào hướng tốt, thêm cơ hội thuận lợi, rơi vào hướng kém dễ xảy ra chướng ngại. Và hướng tốt hay kém không quyết định tất cả chuyện xây nhà. Cũng như thế, và cả hạn Tam Tai, Thái Tuế, Hoang Lâu, Kim Ốc, tất cả là pháp thế gian, ảnh hưởng ít nhiều tùy vào phước của gia chủ. Chuyện xây nhà là nhân duyên, phước đức mỗi người. Nhân duyên, phước đức không tự mà có, từ nhân quả chính mỗi người gieo trồng trong quá khứ. Việc mượn tuổi xây nhà, làm nhà, các bạn nên thông đạt. Việc nhờ người khác cúng giúp hay còn gọi là mượn tuổi, ta chỉ nương vào một tí năng lượng lành của họ. Nếu người được mượn tuổi là người tốt tánh, vận khí tốt, tuy nhiên họ không thể hoàn toàn thay mặt gia chủ. Khi đã có ý định mượn tuổi, đa phần các bạn lo lắng về năm hạn của mình. Hạn Tam Tai, Thái Tuế, Hoang Lâu, Kim Ốc, phạm gì đi nữa bạn nhất định là người cúng trực tiếp. Vì sao? Khải Toàn đã đi cúng giúp, hiểu được tâm lý lo lắng của nhiều vị gia chủ. Luôn muốn có được một căn nhà hoàn mỹ, vậy vì sao chính gia chủ phải cúng trực tiếp? Vì là nhà của ta, công sức của ta, tiền bạc tâm tư của ta, sự thành tâm của ta là nhất. Khi mà nhờ được người cúng giúp, không thể nào có được sự thành tâm này. Tuổi hợp, tuổi kỵ là một quan niệm xưa cũ. Thậm chí khi cúng khai trương mở hàng, các bạn hãy bỏ qua yếu tố hợp tuổi. Người được nhờ cúng giúp là người có tâm tánh thiện lương, vui vẻ, nhanh nhẹn, tốt bụng. Nhờ được người như vậy, đó chính là sự khởi đầu tốt lành. Khởi đầu tốt lành ai chẳng mong muốn. Bạn sẽ hưởng lấy sự may mắn của họ, đó chính là ý nghĩa mượn tuổi chân chánh. Không nên vì tuổi hợp mượn tuổi người cúng giúp, tâm tánh thiếu độ lượng, thiếu sự vui vẻ. Vì sự bao dung vui vẻ là yếu tố chính giúp gia đạo an ổn, nên nói gia hòa vạn sự hưng. Bài cúng xính lễ ra sao, Khải Toàn đã làm video và có chi tiết trên website. Khải Toàn nhắn lại, những ai mong muốn làm nhà trong năm 2024, lưu tâm vài đề mục sau. Hướng nhà, sao đỏ là sao có hướng tốt. Tuổi nam và nữ chủ nhà có kỵ hay hợp trong năm. Mượn tuổi nên lưu ý người thiện lành. Giấy tờ pháp lý của làm nhà đã thông hay chưa? Được sự đồng thuận người nhà hay chưa? Cúng kiến động thổ ra sao? Và mở lời với hàng xóm. Hướng nhà theo từng tháng như thế nào trong năm 2024? Hướng tốt 2024 Giáp Thìn là hướng Tây Nam và hướng Đông. Hướng kém và hướng phạm Thái Tuế hạn chế động thổ là hướng Đông Nam và hướng Tây. Khải Toàn ví dụ theo từng tháng, những hướng nhà không nên chọn để động thổ. Ví dụ tháng 1 và tháng 10 âm lịch, nhà hướng Tây và hướng Tây Nam không nên động thổ. Mời các bạn xem chi tiết. Mời các bạn vào website xem bài cửu cung phi tinh 2024 Giáp Thìn, kéo xuống mục phi tinh theo tháng. Mỗi tháng có phi tinh khác nhau, dựa vào ba sao Ngũ Hoàng, Nhị Hắc, Tam Bích tránh động thổ khi ba sao này bay vào hướng nhà. Ví dụ tháng 4 âm lịch, hướng Tây Bắc ta có Tam Bích, hướng Đông Bắc có Ngũ Hoàng. Còn lại, việc xem tháng nào hợp với hướng nhà nào sẽ khó hơn vì cần xét cả sinh thần bát tự gia chủ và vài yếu tố khác. Hướng chỉ là một phần trong tổng thể. Việc làm nhà là phước duyên,
Khải Toàn chia sẻ bài, hy vọng các bạn cảm nhận ta dùng tâm chân thành thiện lương của mình để đối đãi với người, với thiên địa quỷ thần, với tự nhiên, ơn trên sẽ gia hộ, mọi việc sẽ an ổn. Khải Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc.